Ông ấy chính là Pat Singer, người vừa mới rời ghế CEO của Intel cách đây không lâu. Đồng thời, ông cũng là vị thần đồ vỏ thảm nhất trong lịch sử Intel. Trong hơn 3 năm nhiệm kỳ của mình, Intel đã trải qua đủ bộ ba đau thương, cắt giảm nhân sự, bán trụ sở và tắt chặt ngân sách. Không những thế, vốn hóa thị trường của Intel còn bốc hơi khoảng 150 tỷ đô la Mỹ, tương đương với cả một OpenAI biến mất khỏi bản đồ tài chính. CNBC thậm chí còn đánh giá rằng Gensinger là CEO đã phá hủy nhiều giá trị thị trường nhất trong lịch sử vì vậy không ít người đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu ông cho rằng tình trạng hiện tại của Intel là do ông gây ra nhưng có câu nói rất hay một tòa nhà không thể sụp đổ chỉ trong một ngày những sai lầm từ các tờ CEO trước ta trông sẵn hàng loạt của mình và đến thời của Gensinger tất cả đồng loạt phát nổ ông trở thành người chịu trận là một người gia nhập in theo từ năm 18 tuổi, sinh cả tuổi trẻ cống hiến cho công ty với tư cách một kỹ thuật viên thuần túy, ông lão này đâu phải không muốn đưa in theo thoát khỏi vũng lầy, chỉ là sức ông có hạn, thực sự không thể xoay chuyển tình thế, 10 năm trước Giá trị thị trường của 10 AMD cộng với 10 NVDA mới chỉ bằng một Intel, nhưng hiện tại, AMD có vốn hóa gấp hơn 2 lần Intel, còn NVDA thì gần 30 lần. Cái gì cơ? Bảo Intel phải làm sao để lận ngược tình thể Á, đến thành Silicon có xuất hiện cũng không cứu nổi. Chào mừng các bạn đến với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về chuyện gì đã xảy ra với Intel trong khoảng thời gian vừa qua, họ đã bỏ lỡ những cơ hội nào, ai mới thực sự là người phải gánh trách nhiệm, và quan trọng nhất, Intel có thể làm gì để tự cứu mình. Rất nhiều người cho rằng, khủng hoảng của Intel ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến mảng sản xuất chip của họ. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu từ đây, nhìn vào biểu đồ về các tiến trình sản xuất chip mà tôi tìm được. Các bạn có nhận ra vấn đề gì không? Sau khi Intel ra mắt tiến trình 14nm vào năm 2014, phải mất đến 5 năm sau, tức là tận năm 2019, họ mới có thể tung ra 10nm trong suốt quãng thời gian dài đó. Intel cứ mắc kẹt ở. Trong khi đó, TSMC và Samsung liên tục cải tiến tiến trình sản xuất, nhanh chóng vượt mặt Intel, từ chỗ từng tụt hậu giờ đã vươn lên dẫn đầu. Nếu nhìn lại 5 năm mà Intel đã đánh mất, có thể thấy sự chậm chạp trong phát triển công nghệ sản xuất ta khiến chiến lược tích tắc mà các thế hệ đi trước giày công xây dựng hoàn toàn sụp đổ. Nhắc lại cho rõ, đây không phải là tích tắc nền tảng video ngắn đâu nhé. Chiến lược tích tắc của Intel thực chất là một mô hình được đề ra vào năm 2005 nhằm củng cố vị thế thống trị của họ trong ngành vi xử lý, trong đó tích nâng cấp tiến trình sản xuất tắc phải tiến kiến trúc. Hai yếu tố này được Intel thực hiện luân phiên, giống như cách một người bước đi, trước tiên bước một chân, rồi bước chân còn lại. Đối với một gã khổng lồ như Intel vào thời điểm đó, đây là một chiến lược hợp lý, đảm bảo tốc độ đổi mới công nghệ và duy trì nhịp độ ra mắt sản phẩm ổn định. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây, sau khi tiến trình 14 nanomet ra mắt, chân phụ trách nâng cấp tiến trình của Intel bỗng nhiên không bước nổi nữa, khiến họ lâm vào tình trạng lê lết một chân và họ đã lê lết như vậy suốt 5 năm trời. Điều này thực sự bất thường, bởi theo nhịp độ phát triển trước đó của Intel, một lần nâng cấp tiến trình chỉ mất khoảng 2 đến 3 năm, chắc hẳn khi chứng kiến tình cảnh này, Gordon Mu, đồng sáng lập Intel và cũng là cha đẻ của định luật Mu, đã phải giật mình thon thót, ai mà ngờ được rằng, kẻ đầu tiên chứng minh định luật Mu không còn đúng nữa lại chính là Intel, công ty do ông sáng lập. Vậy vấn đề thực sự là gì? Tại sao Intel lại đánh mất 5 năm bằng son này? Khi nhìn lại thời kỳ bờ Giant Cờ Zenit làm CEO, có thể thấy rằng, đổ lỗi cho ông ta cũng chẳng oan chút nào bởi vì trong nhiệm kỳ của cờ Genic, không chỉ là mảng sản xuất chip dậm chân tại chỗ, mà thực tế còn chẳng có bước tiến đáng kể nào nhưng sai lầm trí mạng nhất của ông ấy là quyết định không chọn công nghệ Easy vì làm hướng đi chính cho quá trình sản xuất chip. Năm 2022, trong một cuộc phỏng vấn, Park hyun đã thẳng thắn thừa nhận rằng Intel đã đứng về phía sai lầm trong quá khứ. Theo ông, Intel lẽ ra nên có ít nhất một chiến lược song song với Easy vì bây giờ, chúng ta đều biết rằng Easy vì chính là lời giải cuối cùng cho bài toán sản xuất chip tiến trình cao nhưng tại sao CEO của Intel thời đó bỏ dài ẩn lại không nhận ra điều này, lý do quan trọng nhất, có lẽ là ban lãnh đạo in theo khi ấy, thực sự tin rằng công nghệ diêu vì không thể đạt hiệu của kinh tế tốt hơn công nghệ đá lớp quang khắc, mà họ đã dốc tiền đầu tư, nhưng sự tự tin của họ không phải là vô căn cứ, có hai lý do chính. Công nghệ đa lớp quang khắc của Intel thực sự vượt trội về mật độ bóng bán dẫn so với các đối thủ như TSMC. Khi đó, Intel tự tin rằng tiến trình 14nm của họ có thể đối đầu với 10nm của TSMC, còn 10nm của họ thì ngang ngửa với 7nm của đối thủ. Intel có lợi thế thông tin nội bộ về EUV do họ là một trong những cổ đông của ASML, công ty duy nhất sản xuất máy quang khắc EUV. Nhưng chính vì có thông tin nội bộ, Intel đã sớm bày tỏ thái độ hoài nghi với công nghệ này. Một minh chứng rõ ràng là từ năm 2016, Intel cho bắt đầu giảm dần cổ phần tại ASML. Tôi cũng tìm được một bài phỏng vấn Mozit Tikenman từ báo nước ngoài, trong đó có đề cập rằng ASML đã bắt đầu giao lô máy EZO vì đầu tiên cho khách hàng từ năm 2014, nhưng phải đến năm 2018, những con chip đầu tiên sử dụng EZO vì mới chính thức xuất hiện trên thị trường. Điều này cho thấy, trong nội bộ in theo thời điểm đó, thực sự không tin tưởng vào EZO vì họ từng hoài nghi công nghệ này đến mức nào, thì giờ đây lại bị thực tế tát mạnh bấy nhiêu, Tuy nhiên, đây mới chỉ là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai, Intel tự làm khó chính mình. Intel đã đặt tiêu chuẩn cho tiến trình 10 nanomet quá cao, một điều mà chúng ta đã nói đến trước đó. 10 nanomet của Intel thực chất ngang với 7 nanomet của TSMC. Nhưng có câu, tham thì thâm, vì đặt tiêu chuẩn quá cao, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn trong giai đoạn đầu không thể tăng lên được. Nếu họ vội vàng tung ra thị trường, nguy cơ gặp sự cố sau bán hàng sẽ rất lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu trong khi đó tsmc lại chọn cách đi từng bước nhỏ nhưng nhanh nhờ đó họ đảm bảo được tốc độ phát triển ổn định và liên tục cải tiến công nghệ hơn nữa tsmc còn có lợi thế lớn về hệ sinh thái khách hàng họ không chỉ đi nhanh hơn mà còn có những đại gia chống lưng bao gồm apple Qualcomm, NVDA, AMD, tất cả đều là khách hàng lớn. Riêng Apple đã chiếm phần lớn sản lượng chip tiến trình cao của TSMC, giúp họ mở rộng quy mô sản xuất nhanh chóng. Khi sản lượng lớn, việc tối ưu quy trình sản xuất cũng trở nên dễ dàng hơn. Và đây chính là lúc chúng ta đến với lý do thứ ba. Không giống như TSMC, Intel luôn kiên trì theo đuổi chiến lược IDM, tức là vừa thiết kế, vừa sản xuất chip. Ngoài Intel, Samsung, Texas Instruments và Sony cũng từng áp dụng mô hình này. Nhưng công ty nhỏ thường không đủ tiềm lực để chơi theo kiểu này. Lợi thế của IDM là kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất chip, từ khâu thiết kế đến gia công, giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất giao tiếp nội bộ. Nhưng nhược điểm là gì? Toàn bộ chi phí IND cho tiến trình chip tiên tiền đều do một mình Intel gánh. Càng tiền xa, chi phí nghiên cứu và sản xuất càng tăng chóng mặt. Dù Intel có nền tảng vững chắc đến đâu, vẫn sẽ có ngày họ không thể chống đỡ nổi, nhưng vấn đề trên là khách quan, bất kỳ ai lên làm CEO cũng sẽ phải đối mặt, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cho dù có người khác thay thế cờ nịch, họ có thể không làm tốt hơn, nhưng chắc chắn cũng không thể làm tệ hơn ông ta. Trong nhiệm kỳ của cờ Zenic, Intel đã thẳng tay đóng cửa mảng chip dành cho thiết bị di động. Đây không phải là quyết định khó hiểu. Nếu một mảng kinh doanh không hiệu quả, thì cắt bỏ để giảm lỗ là điều dễ hiểu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ trong khi thu hẹp chiến lược, ông ta lại mắc sai lầm kinh điển của các CEO chuyên nghiệp, mở rộng mù quáng. Vào năm 2017, Cờ Zenic đã công khai tuyên bố với truyền thông, Intel không còn là một công ty CPU nữa, chúng tôi là một công ty dữ liệu. Ông ta tin rằng Intel sẽ đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực AI, Dozone thương mại và xe tự lái, nghe có vẻ đầy tầm nhìn. Và ngay sau đó, Intel lao vào cơn của mua sắm. Năm 2015, mua Altera, hãng sản xuất chip FPGA, năm 2016, thâu tóm Nvidia, Earth, công ty khởi nghiệp về AI và xử lý hình ảnh năm 2017, mạnh tay chi hàng tỷ đô la Mỹ mua Mobala, công ty của Izen chuyên về công nghệ xe tự lái. Từ góc nhìn hiện tại, có gen này không hề sai khi muốn tìm hướng đi mới, bởi vì thị trường PC đang suy giảm, còn AI, Dozone và xe tự lái đều bùng nổ trong những năm gần đây. Nhưng vấn đề là Intel không tiêu hóa nổi những thương vụ này, muốn ôm chọn tất cả, nhưng chẳng giữ được gì, mua nhiều, nhưng không có chiến lược rõ ràng, hệ của là gì, quá nhiều mặt trận cùng lúc, từ ai gpu ciena đến nvn ai nhưng không có hệ sinh thái vững chắc để cạnh tranh chiến lược thay đổi liên tục nguồn lực bị phân tán quyết sách bị chậm trễ bỏ lỡ thời điểm vàng ai và gpu lẽ ra là cơ hội của intel nhưng họ lại bị nvda nghiền nát hoàn toàn nhờ hệ sinh thái cuda mà lão hoang đã xây dựng những dự án như ciena nvn ai chip gpu của intel tất cả đều thất bại thảm hại ai và gpu cuối cùng trở thành sân chơi riêng của nvda còn intel thì lạc lối giữa đống đổ nát của chính mình trong khi Theo đang loay hoay với những nước bi sai lầm, AMD lại tìm được đường sống. Nhờ vào bàn tay Lisa Su, người phụ nữ đã kéo đi từ vực thầm trở về. Khi đối thủ đi tăng tốc tiến lên, thì Cozenic lại đốt tiền vào các chương trình đa dạng hóa nội bộ, chơi trò đúng đắn chính trị. Đa thế, khi lỗ hồng bảo mật trong chip bị phát hiện, ông ta lại hóa thân thành thần chứng khoán, tranh thủ bán ngay 24 triệu đô la Mỹ cổ phiếu trước khi giá lao dốc chưa hết dù đã lớn tuổi, ông ta vẫn ham vui, dính vào bê bối tình ái với cấp dưới. Cuối cùng, có gen bị in theo đá văng khỏi công ty. Sau khi cò gen nịch rời đi, boxer Sở tiếp quản đống đổ nát là một người xuất thân từ tài chính. Ông ta đặt lợi nhuận lên hàng đầu, điểm sáng. Dưới thời của Sở One, in theo đạt doanh thu cao kỷ lục, nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Khai tử mạng năm ghi, từ chối đầu tư vào OpenAI, đánh mất cơ hội lớn khi AI bùng nổ. Bây giờ nhìn lại, các cổ đông của in theo chắc hẳn đang đập đầu vào tường. Nhưng rồi, Boxer One cũng chỉ trụ được chưa đầy 2 năm rưỡi, đến năm 2021, ông ta bị hội đồng quản trị sa thải và Parkinson Galen nắm quyền. Sau hàng loạt sai lầm từ các đời CEO trước, Quả bom hẹn giờ của Intel đã sẵn sàng phát nổ và nó phát nổ ngay trong tay Gensinger. Báo chí Mỹ thì đổ hết trách nhiệm lên đầu ông lão, nhưng điều này không công bằng vì ông ấy thực sự muốn khôi phục lại vinh quang cho Intel. Gensinger từng làm việc ở Intel 30 năm, được chính Gordon Mu, giá bắt Nossi và Andy Gozo chỉ dạy ông ấy đã chứng kiến thời kỳ đỉnh cao của Intel. Vấn đề là liều thuốc mà ông ấy kê cho Intel không chỉ mạnh mà còn mất rất nhiều thời gian để phát huy tác dụng, thế nên hội đồng quản trị mất kiên nhẫn và đẩy ông ta đi. Ken đưa ra ba nước đi lớn để cứu Intel, IDM 2.0, đẩy mạnh sản xuất chip và mở dịch vụ đúc chip. Intel không chỉ tự sản xuất chip, mà còn mở dịch vụ đúc giống TSMC và Samsung. Điều này giúp Intel vừa sản xuất chip cho mình, vừa nhận đơn hàng từ bên ngoài để bù chi phí AMD. Tấn công thị trường AI với Godiba, Godiba mạnh hơn NVIDIA S100 nhưng giá rẻ hơn, tuy nhiên vẫn không bán chạy như mong đợi chủ yếu vì phần mềm hỗ trợ còn kém, bước vào thị trường ô tô, phát triển SOC và GPU dành cho xe hơi. Nhìn tổng thể, những gì gen làm đều có mục tiêu củng cố sức mạnh cốt lõi của in theo trong ngành chip, nhưng vấn đề là chi phí đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài, những lĩnh vực này không phải là miếng bánh mới, mà đã có những ông lớn thống trị từ trước như TSMC, NVDA, Qualcomm. Quan trọng nhất, thị trường vốn không thích những câu chuyện này giới đầu tư muốn những thứ đột phá mang tính cách mạng nhưng chiến lược của gen singer chỉ là bình cũ rượu mới thế nên khi các cổ đông không còn đủ kiên nhẫn họ đã quyết định không để gen singer tiếp tục Vậy nên, nhìn vào hai người kế nhiệm Gensinger, ta có thể thấy rõ ý đồ của hội đồng quản trị, một người xuất thân từ tài chính, một người đến từ mảng kinh doanh, rõ do ràng họ không phải là những nhà kỹ thuật, mà chỉ đơn thuần được đưa lên để ổn định doanh thu, trong khi đó, một trong những thành cổ lớn nhất của Gensinger, Quy trình 18A, cũng đã chính thức ra mắt tại CS vừa rồi, nhưng kết quả thế nào thì lại phải chờ thế hệ sau gặt thái. Nhiều người có thể cho rằng, tình cảnh của In theo bây giờ rất giống AMD thời 2014 đến 2015, họ cần một lãnh đạo cùng rắn như Lee Su Su để vực dậy công ty một người có thể đưa in theo trở lại đỉnh cao nhưng tôi không lạc quan lắm. Ban lãnh đạo Intel có lẽ không chọn ra được một người như Lee Su, hoặc ngay cả khi có một người như vậy, họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống Gen Singer mà thôi, bị cản trở, bị áp lực từ các cổ đông, cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài. Vấn đề không nằm ở lãnh đạo, mà là ở chính nội bộ của Intel. Họ thiếu đi sự quyết đoán và dũng khí. Để làm một cuộc cải cách thực sự từ trên xuống dưới, ngay cả khi Intel muốn học theo AMD, bán đi mảng sản xuất chip để cắt lỗ và tập trung vào thiết kế, thì chính phủ Mỹ cũng sẽ không cho phép. Vì sao? Intel là công ty duy nhất sản xuất chip tiên tiến tại Mỹ. Nếu Intel bỏ cuộc, thì Mỹ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào TSMC hoặc Samsung. Không ai dám đánh cược với rủi ro bị siết cổ trong ngành bán dẫn như vậy. Hơn nữa, Trump đang trên đường trở lại và đưa sản xuất về Mỹ là một trong những lá bài quan trọng của ông ấy. Vậy nên, dù muốn hay không, Intel vẫn phải vào víu và tiếp tục lăn bánh dù có siêu vẹo thế nào đi nữa.